Penco, sân Titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng K Cộng Sport. Một cạnh tranh giữa George Russell và Charles Leclerc. Ta đang có được góc quay từ sau chiếc xe của tay đua người Anh. Và bản thân hai chiếc Ferrari cũng đang cố gắng cạnh tranh với nhau. Tình huống vượt lên của Carlos Sainz. Họ cũng đang wheel to wheel. Bước vào giai đoạn cuối này sẽ là giai đoạn cuối cùng mà hai tay đua này khoác trên một màu áo Ferrari. Và Carlos Sainz đã lấy được vị trí của Charles Leclerc. Khoảng cách đang được Leclerc thu hẹp, và đó là một cuộc cạnh tranh nữa rất hay của Charles Leclerc và Carlos Sainz. Không một ai chịu thua ai cả. Có lẽ là bản thân lãnh đội Fred Vasseur cũng đã bật đèn xanh cho cuộc cạnh tranh nội bộ này. Đã được các trọng tài ghi nhận lại. Khúc cua số 11 ở Kota năm nay cũng là khúc cua duy nhất đã được chỉnh lại phần track limit sau khi họ đổ lại nhựa đường. Tay đua của Ferrari cũng vừa đi qua khúc cua số 12. Lực vượt qua của Carlos Sainz với George Russell và wheel to wheel, và George Russell đã vượt ra khỏi track limit. Carlos Sainz đã lấy ưu thế và từ đây anh sẽ vọt lên. Carlos Sainz lên vị trí thứ 3. Đây là tình huống vượt lên của Charles Leclerc với George Russell. Let's go. Khoảng cách rất nhỏ giữa những người đang đua cho vị trí thứ hai, Lando Norris, Sainz và Leclerc. Sainz vừa có một động tác nhích lên, Norris đã khóa bánh và Sainz lấy lại được vị trí thứ hai. Sai lầm của Lando Norris, anh đã mất vị trí thứ nhất và cũng sẽ mất luôn cả vị trí thứ hai. Penco, sân Titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng K Cộng Sport.